Xin chào tất cả các chị em nha. Có ai ở đây nghe nhắc đến sinh mổ mà sợ không? Có phải có rất là nhiều chị em ám ảnh sau sinh mổ vì đau vết mổ này, khó khăn trong việc chăm sóc sau khi xuất viện có đúng không? Để giúp các sản phụ bớt lo lắng thì ngày hôm nay bác Thương sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng gà sẽ giúp các mẹ giảm đau và thoải mái tắm rửa sau khi sinh mổ mà không lo nhiễm trùng vết mổ nha. Đây là dòng gà Fimbap với hai cái thành phần: phần màng PU được phủ lớp keo không gây dị ứng, lớp màng bán thấm ngăn không cho nước từ bên ngoài chứa vi khuẩn thấm vào vết thương, nhưng vẫn cho phép hơi nước ở bên trong như mồ hôi hay là dịch tiết ở vết thương thoát ra ngoài và có sự trao đổi oxy. Còn phần gà cốt tông thấm hút thì ngay ở giữa, phần này có phủ một cái lớp chống dính đặc biệt cho nên không lo đến cái vấn đề tháo ra mà đau vết thương nha các mẹ. Gà Fimbap có cái ưu điểm đó là vừa thấm dịch vết thương này, vừa giảm đau khi thay gà này, bảo vệ vết thương, và gà được tiệt trùng bằng tia gamma cho nên các mẹ yên tâm sử dụng nha. Ngày xưa thì ông bà ta thường kiêng tắm, và nhất là sau sinh mổ các bạn ạ, vì sợ nhiễm trùng. Đây là cái quan niệm hoàn toàn sai lầm luôn á. Nếu không tắm rửa sạch sẽ thì khả năng nhiễm trùng vết mổ còn rất là cao luôn. Nhất là cái thời tiết nóng bức như hiện nay, bác Thương khuyên tất cả các mẹ là phải tắm rửa đảm bảo vệ sinh, không nên ngâm bồn, tắm lâu, tắm bằng nước lạnh, và nhớ là phải dùng gạc Fimbap để bảo vệ vết mổ của mình nha. Còn về cách sử dụng cái sản phẩm này thì nó vô cùng đơn giản. Đây là một hộp Fimbap gồm 25 miếng. Còn đây là một miếng Fimbap mà bác Thương đã lấy ra rồi nha. Và bây giờ các mẹ hãy làm theo bác Thương nha. Ừ, con hiếp đấy không? Thì mình sẽ xẻ ra nha. Mình sẽ xẻ ra. Đấy. Và sau khi mà xẻ ra thì các mẹ lấy ra. Ở trong này nó có một miếng như thế này các mẹ. Các mẹ sẽ lật ở bên này là sẽ là cái mặt chính. Các mẹ sẽ lật. Ví dụ như bác Thương sẽ dán lên đây nha. Bác Thương sẽ dán lên đây. Ví dụ như là một cái ở vết thương đi. Bác Thương sẽ dán này. Bác Thương sẽ bật cái này lên trước nha. Bật cái này lên trước. Sẽ dán từ bên này xuống này. Đó. Dán từ bên cái hộp này xuống ha. Đây, mình lật bên này. Mình lấy này. Tay mình sẽ không có chạm vào bên trong nha. Rồi mình sẽ dán. Đây, mình sẽ dán như thế này. Sau đó các mẹ có thấy một cái miếng ở giữa này không? Nó có cái đường viền đấy các mẹ này. Này, cái đường viền ở giữa. Các mẹ sẽ xé cái đường này ra. Đây. Đây, các bạn sẽ xẻ ra nha. Đây, xẻ cái là măng bọc này ra. Măng cái lóng này ra. Đây này một miếng nữa, mình sẽ xẻ ra nha. Đây, thì sau đó là đã xong rồi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì nhấn ngay góc này nha.